Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật lúc gần 10 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2023, giá có sự tăng nhẹ. Cụ thể tại Tiền Giang kem lớn là 21.000, kem nhì là 16.000, kem ba là 4.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn 20.000, kem nhì 15.000, kem ba là 3.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 19.000, kem nhì 14.000, kem ba là 3.000. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn 20.000, kem nhì 15.000, kem ba là 3.000.